Kính thưa quý vị, và bước sang phần tin buổi tối hôm nay là bản tin cuối ngày cùng với ký giả Nguyễn Văn Khanh. Diệu Quy và Kim Nhung xin được chào anh Khanh. Thưa anh Khanh. Dạ vâng, và một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh. Cũng xin gửi lời chào đến hai bạn Kim Nhung và Diệu Quyên. Và không quên gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của SVTN. Dạ vâng, thưa anh Khanh, chúng ta đều biết là chỉ còn có 5 tháng nữa thôi thì cử tri Hoa Kỳ sẽ đến phòng phiếu để chọn người lãnh đạo quốc gia. Và giữa ông Joseph Biden của đảng Dân Chủ và ông Donald Trump của đảng Cộng Hòa thì ai sẽ là người được cử tri chọn cho 4 năm sắp tới? Và đó là câu hỏi mà chúng tôi muốn đặt ra với ký giả Nguyễn Văn Khanh vào ngày hôm nay. Vậy thì thưa anh Khanh, các cuộc thăm dò bầu cử trong tuần này cho thấy như thế nào rồi anh? Câu trả lời là tôi thấy nó vẫn tương tự như là tuần vừa rồi. Nhưng mà nó có nhiều chi tiết mà chúng ta đáng chú ý hơn. Nhìn chung thì như thế này, thưa với lại chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, là ông Trump đang thắng thế và ông Biden thì là cứ ý thế nó đang giảm. Giảm cũng không nhiều, mà ông Trump thắng thì là thấy nó có vẻ rõ rệt hơn về những cái điểm rất là quan trọng mà chúng ta cần phải lưu ý đến. Cái điểm đầu tiên là người ta hỏi về vấn đề kinh tế. Về vấn đề kinh tế thì ông Trump thắng. Về vấn đề kiểm soát vùng biên giới thì ông Trump thắng. Về vấn đề khả năng ngoại giao và quân sự thì người ta bảo rằng là ông Trump thì là giải quyết vấn đề hay hơn. Về vấn đề những trở ngại, những cái khó khăn của quốc gia, người ta cũng tin là ông Trump giải quyết được hay hơn. Nhưng mà bên cạnh đó thì không phải là ông Trump cái gì cũng hay. Nên nhớ là có những cái mà người ta nói là phải nghĩ đến ông Biden. Tôi lấy một thí dụ chẳng như là cái vấn đề tranh đấu cho nữ quyền thì người ta nghĩ đến ông Biden. Tranh đấu cho dân quyền, người ta nghĩ đến ông Biden. Rồi là người ta nghĩ đến ông Biden là người ta nói rằng là nếu mà cần một vị tổng thống mà honest, cần một vị tổng thống chân thật thì là người ta nghĩ đến ông Biden. Cần đến một vị tổng thống để bảo vệ cái quyền, cái thể chế tự do và dân chủ thì người ta nghĩ đến ông Biden. Và nếu mà cần một vị tổng thống mà điềm đạm thì người ta nghĩ đến ông Biden. Nói tóm lại tức là ông Trump thì có vẻ là thắng thế đấy, nhưng mà đừng quên là không phải là thắng thế mà chỉ có mình ông Trump. Ông Biden cũng có những cái điểm người ta phải kính phục. Đó là những cái gì mà tôi ghi nhận được dựa theo những cái kết quả của những cuộc thăm dò được thực hiện hồi cuối tuần rồi và mới phổ biến ngày hôm nay. Thưa với lại chị Diệu Quyên. Cảm ơn anh. Nhưng mà thưa với anh, ông Biden năm nay thì ông đã 81 tuổi, còn ông Trump thì nhỏ hơn, cũng đã 77 tuổi rồi. Nhưng mà cái chuyện tuổi tác có là điều cử tri cân nhắc hay không thưa anh? Câu trả lời là có. Khi mà hỏi cái bài hỏi rằng là giữa hai ông, một ông 77 tuổi và một ông 81 tuổi, thì cử tri bảo là trước hết cử tri nói rằng là hai ông đều lớn tuổi quá rồi. Và cử tri có những người họ nói rằng là chúng tôi nghĩ rằng là cần phải có người thay cho ông Trump cũng như là thay cho ông Biden để dự cuộc đua ngày hôm nay. Nhưng mà nghĩ là một chuyện, còn cái chuyện mà cái sự thật thì nó như thế nào? Sự thật thì ông Biden chắc chắn sẽ là ứng cử viên đại diện cho đảng Dân Chủ và ông Donald Trump chắc chắn sẽ là ứng cử viên đại diện cho đảng Cộng Hòa. Thành ra rốt cuộc sau chúng ta vẫn nhìn thấy ông Trump và ông Biden. Bạn bè tôi và những người được hỏi thì họ đều bảo là cái câu chuyện của năm 2020 sẽ tái diễn vào năm 2024. Trở lại với câu hỏi mà chị Kim Nhung mới đặt ra là người ta có nghĩ đến chuyện tuổi tác của hai ông hay không? Có. Người ta có nghĩ đến cái chuyện là hai ông có còn minh mẫn hay không? Có. Và bây giờ giữa ông Donald Trump và ông Biden thì người ta chọn ai? Câu trả lời là người ta chọn ông Trump. Lý do người ta bảo là ông Trump nhìn vẫn còn khỏe khoắn hơn ông Biden. Người ta cũng nói là ông Biden có vẻ một đôi khi là ông thấy có vẻ là ông hơi lẫn rồi. Trong khi đó thì ông Trump ít nhiều thì người ta thấy là ông Trump thì vẫn còn cái sức khỏe, tức là cái tinh thần của ông vẫn còn strong. Và ông có như vậy thì nếu mà chọn về vấn đề tuổi tác physical và tuổi tác thì người ta chọn là người ta chọn ông Donald Trump. Thưa với lại chị Kim Nhung. Vậy thì thưa anh, ngoài chuyện tuổi tác thì những điểm nào nữa mà cử tri Hoa Kỳ đang quan tâm thưa anh? Tôi thấy là cử tri Hoa Kỳ hiện tại bây giờ tùy theo từng cái cuộc thăm dò thì chúng ta thấy rằng là trước hết là nhìn chung thì ai cũng biết rằng là vấn đề kinh tế, rồi ai cũng biết là vấn đề lạm phát, rồi ai cũng biết rằng là về vấn đề immigration, về vấn đề di dân, về vấn đề an ninh vùng biên giới. Thì đó là cái điểm mà người ta chú ý đến nhiều nhất. Đúng là như vậy. Nhưng mà kết quả của một cuộc thăm dò mà tôi để ý, mà tôi xem thì họ lại bảo rằng là những cái đứng đó là có đứng thứ hàng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, chứ không phải là hàng đầu. Hàng đầu là cái gì?
hàng đầu là vấn đề cái quyền của nữ, quyền của người phụ nữ. Đặc biệt nhất là nên nhớ là năm nay là kỷ niệm một năm mà tối cao Pháp Viện quyết định là không cho người phụ nữ Hoa Kỳ được hưởng được cái quyền là quyết định phá thai hay là không phá thai. Họ nói là cái đó mới là cái điều quan trọng mà người dân chú ý đến. Tôi thì tôi để ý thấy như thế này, trong tất cả những cuộc thăm dò thì người ta cũng nói lên rằng là người ta biết, tức là kinh tế nước Mỹ rõ ràng là hiện tại bây giờ là cái thị trường lao động của nước Mỹ thì vững mạnh, nhưng mà người ta cũng bảo rằng là chuyện nó không phải chuyện, đó là chuyện không quan trọng, cái chuyện quan trọng là cái túi tiền, chuyện quan trọng là cái tiền mà người ta tiêu. Ngày xưa thì người ta chỉ tiêu có 200, bây giờ người ta phải tiêu tới 300-400, thật ra người ta cái đó là cái quan trọng hơn cả. Nói tóm lại, kinh tế chính là cái điều mà người ta chú ý nhiều nhất, nhưng không phải là cái mục tiêu đứng hàng đầu mà các cử tri Hoa Kỳ đang nghĩ đến. Thưa với lại chị Diệu Quyên. Dạ vâng, cảm ơn anh. Vâng, thưa anh, ngày 27 tháng 6 tới đây thì hai ông sẽ gặp nhau ở trong cuộc tranh luận đầu tiên đó do đài CNN thực hiện ở tại thành phố Atlanta. Cử tri sẽ mong đợi gì ở cái cuộc tranh luận này thưa với anh? Tôi nghĩ rằng là cử tri mong đợi thì mong đợi rất là nhiều. Họ mong đợi thế là sao nhỉ? Tôi có người bạn tôi bảo rằng là cái điều mà tôi mong đợi, mỗi sáng nay tôi mới đặt cái câu hỏi đó cho cái nhóm bạn bô lão của tôi, thì họ bảo là cái mong đợi là họ đang chờ đợi xem hai ông có bắt tay với nhau hay không, hay là hai ông lại mỗi một ông đi một ngã, mỗi một ông đứng một khóc, chứ họ không thèm mà bắt tay với nhau. Đó cũng là cái điểm mà người ta chú ý. Nhưng mà riêng với cá nhân tôi tự đặt cái câu hỏi cho chính mình là bây giờ cử tri thì nếu mình là cử tri thì mình nghĩ mình đòi, mình mong muốn nhìn thấy hai ứng cử viên, những gì mà hai ứng cử viên sẽ thể hiện ở trong cái cuộc tranh luận đầu tiên mà đài CNN thực hiện, như là chị Kim Nhung vừa mới trình bày. Thì tôi thấy là như thế này, trước hết là một cử tri thì đương nhiên là tôi nghĩ là tôi mong hai ông sẽ nói thật nhiều về cái chính sách. Ông Trump sẽ cho biết là nếu ông trở lại tòa Bạch Ốc thì ông sẽ làm những gì. Và đồng thời là ông Biden cũng cho tôi biết là nếu ông được ở lại tòa Bạch Ốc thêm 4 năm nữa thì ông sẽ làm những gì. Đó là cái điểm quan trọng. Và cái điểm thứ nhì nữa, lúc nãy chị vừa mới nói đến cái chuyện tuổi tác, thì tôi nghĩ rằng là riêng cái chuyện là hai ông, cái chuyện đối đáp với nhau, hai ông có chứng tỏ được sự minh mẫn hay không, cũng là cái điều mà cử tri sẽ chú ý đến. Nên nhớ rằng là nếu giả sử như là tôi là người, tôi chưa quyết định, không biết là nên chọn ông Biden hay là chọn ông Donald Trump, bây giờ hai ông tranh cãi với nhau thật này lừa, nhưng mà tôi phải coi cái là ông nào minh mẫn, và biết đâu chừng tôi chọn bỏ cái lá phiếu chọn người, nhiều khi không phải là vì chính sách mà bởi vì chỉ là sự minh mẫn mà thôi. Thành ra nói tóm lại thì là tùy, nhưng mà tôi tin hai điều. Điều thứ nhất là chính sách là một, và điểm thứ nhì là cử tri xem là hai ông có cái sự nhanh nhẹn và cái sự minh mẫn, ông nào hơn thì tôi nghĩ là ông đó là có vẻ là sẽ đi đến cái chiến thắng. Thưa với lại chị Kim Dung. Thưa anh Khanh, trong các cuộc thăm dò thì chúng ta đều thấy rằng ông Trump là người thắng thế. Vậy thì liệu ông có vẻ là cái người đắc cử năm nay hay không thưa anh Khanh? Câu trả lời là chuyện giờ này là chưa. Tôi không nhìn thấy là như vậy. Tôi đồng ý với lại chị và tôi đồng ý với lại những cuộc thăm dò mà tôi nhận được trong suốt 48 giờ đồng hồ vừa qua trước khi thực hiện chương trình tối ngày hôm nay. Thì rõ ràng là tôi thấy là ông Trump hiện tại là đang dẫn đầu, và tôi thấy là cái uy thế của ông Trump đang tăng và cái uy tín chính trị của ông Biden có vẻ là đang giảm. Nhưng mà nếu bảo rằng là chắc chắn ông Donald Trump đắc cử rồi thì câu trả lời là chưa. Ông Trump còn phải làm rất là nhiều điều để mà ông Trump có thể lấy được cái lá phiếu của cử tri. Và ông Biden cũng vậy, ông Biden cũng phải làm rất nhiều điều để mà ông có thể thu hút được lá phiếu của cử tri. Tôi xin đơn cử một thí dụ chết là cái chuyện của ông Trump. Và nên nhớ rằng là trong 100 cử tri được hỏi thì người ta thấy rõ ràng là ông Trump chỉ có 80 người họ ủng hộ ông Trump, còn 20 người là họ vẫn bỏ phiếu ủng hộ cho bạn Nikki Haley. Và nên nhớ rằng là 80 người như vậy thì khó để mà đưa ông Trump trở lại tòa Bạch Ốc lắm. Và chính cá nhân của ông Trump hoặc là những người làm việc ông Trump họ cũng hiểu như vậy. Rồi bây giờ là đến chuyện ông Trump vừa mới bị kết tội ở tại thành phố New York. Thì cái cuộc thăm dò cho thấy là trong 80 người mà ủng hộ ông Trump
thì có tới 17 người họ bảo rằng nếu mà ông bị kết án thì là chúng tôi sẽ không có bỏ phiếu cho ông. Và như vậy thì thưa với chị, tức là như vậy là chỉ còn có 60% cử tri Cộng hòa bỏ phiếu cho ông Donald Trump, cho là 70% cử tri Cộng hòa bỏ phiếu cho ông Donald Trump, 100% cử tri Cộng hòa bỏ phiếu cho ông Trump. Ông Trump vẫn chưa đủ phiếu để vào tòa Bạch Ốc. 100% cử tri Dân chủ bỏ phiếu cho ông Biden. Ông Biden cũng chưa chắc đã vào được đến tòa, đã được ở lại tòa Bạch Ốc. Cái phần còn lại là cái phần cử tri độc lập. Cái phần còn lại là những khối cử tri, chẳng hạn như là khối cử tri phụ nữ, khối cử tri trẻ, rồi là khối cử tri có bằng đại học hay là không có bằng đại học, cái vấn đề học thức vân vân và vân vân, họ sẽ quyết định. Thật ra là bởi như vậy, đúng, tôi xin phép được nghe lại, ông Trump có vẻ đang thắng thế, nhưng mà bảo là ông Trump chắc chắn trở thành tổng thống thì vẫn là chưa. Ông Biden có vẻ là đang giảm, nhưng mà nếu bảo là ông Biden 100% sẽ thất bại thì cũng là không nốt. Thành ra rốt cuộc sau chúng ta vẫn còn chờ. Tôi còn nhớ là trong đầu chương trình thì chị Diệu Quyên có thưa cùng với lại quý vị khán thính giả là của SBTN là còn tới 5 tháng nữa, đường còn dài, thưa với lại chị Diệu Quyên và chị Kim Nhung. Dạ đúng như vậy thưa em, tháng đi lẹ lắm. Vâng. Vâng, cảm ơn anh và chúng ta sẽ hẹn gặp lại với nhau vào ngày mai. Và xin cảm ơn đến khán giả cũng đã theo dõi phần tin tức buổi chiều ngày hôm nay. Chúc cho quý vị một buổi tối an lành và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Xin kính chào.